Rồi, xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bộ xe Trường Thi. Rồi, vẫn là khung giờ quen thuộc quý anh em, 11 giờ trưa và 19 giờ. Bộ xe Trường Thi giới thiệu dòng cây khai thác gốm sứ quận cũ. Vâng, kính mời quý anh em học ý những sản phẩm nào thì ủng hộ bộ xe Trường Thi. Rồi, tiếp tục giao lưu với anh em những cái cây bonsai giá cũng hữu nghị để quý anh em chúng ta thể tập chơi, chúng ta sưu tầm. Quý anh em có không gian hẹp, chúng ta có cây tay chơi. Rồi một cây hải châu của em, cây hải châu, một cái hay hải châu hàng bonsai mini bằng trà, cây này cũng tương đối ok, cũng dòng lá cũng khá đẹp, hàng bonsai mini bằng trà. Rồi cây này thì bonsai thì đo thông số cho anh em tham khảo thêm. Cây này các quan, cây này quanh là 17 nha, quanh 17, cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn này nó khoảng hơn 30, tán thì nó tầm khoảng 25. Chậu này là chậu đất nung lục giác kích thước 22, xin lỗi, kích thước 22 và chiều cao là 14 phân. Cây hải châu, bữa nay em xem cái này, cái dòng lá cũng khá đẹp nha, dùng lá cũng ok. Cây này thì cái quanh cũng khá là tương đối ok, thì đây nó có cái mạch lũa nha, thì bên xanh thiên đã xử lý lũa rồi, bôi keo để liền da cho quý anh em. Thì cây này da giao lưu giá cũng hữu nghị, kính mời quý anh em xem hợp ý thì ủng hộ bên xanh thi. Rồi cây này bên xanh thi giao lưu với anh em giá là 450 nha, 450 bao ship. Rồi giới thiệu với anh em một cây hải châu mini, một cây hải châu mini đỡ ba, cây tuy nhỏ nhưng mà khá già và đang cây đang để cho hoa. Lâu nay thì hôm nay của anh em ủng hộ bên xanh thì rất nhiều cái dòng mini này, bên xanh thì cố gắng sưu tầm một số cây để giao lưu với anh em. Cây này thì cây mini bằng trà nha, cây mini bằng trà, cây nó khá là duyên cây của anh em, tuy nó nhỏ nhưng mà nó khá là già nha. Rồi cây này cái hoành của nó thì cây này hoành của nó thì nó tầm tầm khoảng 7,5 cm nha, 7,5 cm. Cây có cái bộ chiều cao tính từ mặt chậu lên nó tầm khoảng 23 nha, tán thì nó khoảng 27 nha. Chậu này chậu vuông kích thước là 10-17 của em, 17, chiều cao là 12. Cây này thì nó hàng cầm tay nhưng mà nó cũng khá là già, khá là đẹp của anh em. Nói chung cái chi cành thì quá là ok rồi, mình thành thì làm kỹ nha, của anh em an tâm. Cây này nó tuy nó mini nhưng mà nó rất là già và đang cho hoa đây, đang cho hoa của anh em. Hàng mini thì nó có một vài chùm trái gọi là tuyệt vời rồi nha của anh em, cũng không cần nhiều trái đâu. Đây cái ngọn nó cho hoa đây, cho hoa này của anh em, chị cành thì quá ok luôn. Cành thì làm kỹ nha, một cây mini, cây mini hàng bằng trà nha, đẹp quá nè, đẹp nha. Rồi cây này thì bên sàn thì giao lưu với em giá là 500k bao ship nha. Rồi 500k bao ship. Rồi trước mắt của em là một cây hải châu dán đổ treo, một cây hải châu dán đổ treo. Cây này thì cũng tương đối nghệ thuật của em. Cây này thì dán đổ treo và nó có một phần lũa, xíu nữa thì bọn sàn thi sẽ quay kỹ hơn để của em tham khảo. Cái mời của em xem tổng thể cây. Cây này dán đổ tương đối nghệ thuật nha, dòng lá cũng tương đối ok. Cây này là khá là ngộ nghĩnh, xíu nữa bên sàn thi sẽ quay gần hơn cho quý anh em tham khảo. Kính mời quý anh em xem tổng thể cây, cây hải châu, cây hải châu. Rồi cây này thì cái hoành của nó thì nó tầm khoảng hoành của nó là 10-15 của nè, hoành của nó 15 nha. Cái phần ở đây có một cái phần nu,
kích thước của nó là 32, còn lô kích thước 32. Cái này thì cái tán, cái tán ngang của nó, tán ngang của nó là 43 nha, tính 43 giùm anh em luôn. Thì chiều cao, cái này đo chiều cao hơi khó quá nè, thôi đo chậu đi, tổng chiều cao là 40 đi, 40. Đây cũng khá là duyên nha. Thì bên xanh thì quay gần hơn nè, của anh em xem. Cái này thì cái phần phần tán nó thì gọi là quá ok luôn. Sàn thì làm rất kỹ đẹp. Đây một cũng một cái dàn lẻ nhỏ nha, dàn lẻ nhỏ nhưng mà khá hay nè. Cái này thì cái phần nó có một cái phần lũa thân, thì bên sàn thì đã lại xử lý rồi, khá ok của anh em, cứ an tâm. Cây rừng mà, đây nó có cái phần nu này, nó phần nu, cái khu này cũng bị lũa chỗ đây, nhưng mà nó là sống nha, nó rất khỏe nè, có mặt sống dưới đây nè. Nói chung là nó rất ok rồi của anh em, không ảnh hưởng gì nữa nha. Thì cái dòng cây rừng mà đó, nó đã sống rất là khỏe rồi, của anh em thấy cái sức sống nó là quá là ok rồi, chúng ta không có là phần vân cái phần đó nữa nè. Đây thì trên đây thì mình làm thêm một cái tán rừng trên đây để cho cái cây nó lạ mắt một chút đó, đế thì ok. Đây là chúng ta có một cái cò rất nhỏ này đó, hữu nghị luôn, rất là đẹp lạ mắt. Cây này thì sàn thì làm rất kỹ rồi. 10 của anh em xem tổng thể cây một lần nữa, anh xin thì báo giá giao lưu. Một cây hải châu dáng độ treo, cây này cũng khá là hay, đẹp là mắt của anh em. Hàng bôi size 1MB, tương đối nặng tay thôi, độ rất là nghệ thuật. Cây quá đẹp của anh em. Rồi cái này bonsai tây giao lưu với anh em, giá là 3,2 triệu, 3,2 triệu mình sẽ đi bao ship nha. Rồi 3,2 triệu bao ship. Rồi tiếp theo giao lưu với anh em một cái dòng cây quen thuộc, một dòng cây khá nổi tiếng, một cây hải châu, một cây hải châu dáng đổ, cây hải châu dáng đổ nha. Cây này thì nó khá là duyên của anh em, một cái cây dáng đổ khá là duyên nha. Cây này thì đẹp, một cái cây khá là duyên. Kính mời bên em xem tổng thể cây. Bên sàn thì xíu nữa sẽ đo tổng số cho bên em tham khảo. Một cây hải châu. Rồi, bên sàn thì đo một vài tổng số. Cây này thì có quanh. Cây này có cái quanh là 24 nha, cây hoành 24, cây hoành 24, và hoành cái cành đổ, hoành cái cành đổ là 8 cm, và hoành cành trực thì nó tầm khoảng 10-12 cm. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên là 30, tổng tán từ ngọn lên là 50. Cây có tán ngang, cây có tán ngang ở tầm khoảng 35. Cây khá đẹp, cây hải châu khá đẹp. Rồi của anh em xem thêm cái phần chi cành. Tôi nói bên sàn thì làm rất kỹ, rất kỹ chỉnh chu của chi cành, của anh em an tâm. Chúng ta cứ cây người ta tiếp tục ta cứ nuôi dưỡng thêm phần dân. Sàn thì làm rất kỹ với chi cành, đế thì quá là ok nha quý anh em. Đây quý anh em xem hai cái mục này thì quý anh em để hạt nào chúng ta bỏ đi cũng được nha, không ảnh hưởng gì, tùy quý anh em thôi. Đế rất là ok, sống hết nha quý anh em, sống hết nha, đế rất lớn nha. Sàn thì đã đo kích thước rồi, quý anh em tham khảo. Rồi kính mời bọn em xem tổng thể cây, tổng thể cây một lần nữa mình xin tỷ báo giá giao lưu. Một cây hải châu, cây hải châu dáng đổ rất là đẹp, cây rất đẹp, đẹp nha quý anh em, cây đẹp nha.
Rồi cây hải châu này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá 2.800.000, 2.800.000 bonsai thì bao ship nha. Rồi 2.800.000 bao ship. Thì những cái cây bonsai thì đã giao lưu rồi thì bonsai thì có ghi ở phần bình luận, thì có nhiều anh em hỏi là làm sao biết để cây nào đã bán, cây nào chưa bán. Thì những cây mà bonsai đã bán thì bonsai thì có ghi ở phần bình luận như anh em, anh em thông cảm nha. Cố gắng ta xem bonsai thì cây nào đã bán thì mình xin thì để dưới phần bình luận. Và giao lưu mua bán thì quý anh em gọi điện trực tiếp hoặc liên hệ kết bạn trong số tiền Zalo, số điện thoại cũng là số Zalo bên sàn thì luôn để trên màn hình. Kính mời quý anh em ta đón xem với những sản phẩm nào thì ủng hộ bên sàn thì. Rồi giao lưu quý anh em một cây hoàng anh mộc, một cây hoàng anh mộc, cây một cái cây bonsai lùng lực chỉ cần thành phẩm nha. Cây rất là ok, đẹp. Đấy, rất là chuẩn cây. Một cây chữ trực lét chữ C và cái bộ đế cũng khá là ấn tượng luôn. Kính mời của anh em xem tổng quan xíu lưu bên xanh thì sẽ đo thông số. Cái này thì đẹp tứ diện nha, bốn mạch đều rất là ok, cây đẹp nha của anh em. Rồi bên xanh thì đo một vài thông số của anh em tham khảo thêm. Rồi cái này có tổng tổng cây quanh bonsai xanh thì đo bụi đế này nha, bụi đế này nó là 53 khá là lớn nha. Rồi cái này có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là nó khoảng 35 nha. Rồi phủ tán thì 55, chậu này chậu bắc tiên oval kích thước là 42 và chiều cao chậu là 14. Một cây hoàng anh mộc, cây khá là ok. Của anh em mình xem kỹ phần bộ đế nha, cái đế cực kỳ khủng luôn rồi nè. Hay những cái rễ nhỏ này, những cái rễ đây là lúc em phôi mới bẻ phôi như thế này rồi, cái rất là đẹp. Đấy, anh em xem rất là ok nha, chỉ cần phải nói là rất là kỹ. Bữa nay an tâm tại bên sàn thì luôn làm rất kỹ và chỉ cần để giao lưu. Vì giờ bữa nay em có tan ra chơi được liền thì ngoại trừ bữa nay em có thể chúng ta không có thời gian làm, hoặc là bữa nay em mới tập chơi những thể là người ta chưa hoàn chưa làm nó đẹp, cho nên là mình sẽ tự cố gắng để hoàn thiện rất kỹ. Đó, rất kỹ chi căn để cho quý anh em về giao lưu gì quý anh em chơi. Và bên sàn thì ship làm ship nghiêng chậu và giữ nghiêng cái bộ tán như thế này để gửi cho em quý anh em. Đó, quý anh em cứ an tâm. Rồi mời quý anh em xem tổng thể cây. Đây là mặt tiền một cây hoàng anh mộc, một cây hoàng anh mộc rất là đẹp. Đây chỉ cần thành phẩm nha, giá hùng hợp lấy luôn cho quý anh em ta đam mê và sở hữu cây. Mỗi thứ chủng loại vườn mỗi thứ một cây. Rồi cây hồng anh mặc này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 2.200.000, 2.200.000 bonsai thì bao ship nha. Rồi 2.200.000 bao ship.